Hello, chào cả nhà. Hôm nay Nhung Hà rủ cả nhà đi trồng. Ôi ôi, cả nhà biết hôm nay Nhung Hà trồng gì không? dưa leo đủ kiểu hết trơn cả nhà ơi. Dưa leo trắng dài nè. Dưa leo gì đây? Dưa leo Nhật nè. Dưa leo xanh nè. Dưa leo ngắn. Ôi ôi, đủ các loại dưa leo hết trơn rồi. Bên đây à, mướp hương. Ở này là khổ qua tây. Khổ qua tây được 3 cây. Bữa hôm chị Hiếu chị tặng mình một bịch đó, mình ươm lên được 5 cây. Mình share với lại chị Vin 2 cây, còn Nhung Hà giữ lại 3 cây Nhung Hà trồng. Đó, rồi bên đây là mướp hương. Mình sẽ đi trồng nha. Này là mướp táo. Mướp táo thấy nó bự ha. Được mấy em mướp táo đây? Được mấy em ta? Được 4 em mướp táo, còn nhiều lại mướp hương cả nhà. Đó, bây giờ mình đi trồng nha, hy vọng có mấy trái hái cho vui ha cả nhà ha. Trước khi mình đi trồng dưa leo thì mình rủ cả nhà đi thu hoạch một mớ cải múi dưa, đặng cho cái cải rổ của Nhung Hà bên trong nó lớn cả nhà. Tại vì là mình thấy nó bị lên ngọng rồi á nhà, nắng lên cái nó lên ngọng cái thôi. Rồi như vậy là mình múi cũng ngon rồi, nên là bây giờ mình thu hết cho mình múi ăn nha cả nhà ơi. Đến khoảng tầm mùa thu mình sẽ trồng lại, tại vì cải này nó chỉ thích lạnh thôi. Đó, bây giờ mình sẽ đi thu hoạch nó nha. Đây cả nhà ơi, thu hoạch cải múi dưa thôi cả nhà ơi. Đây, bên lớn vậy là tha hồ mình múi ăn rồi, rất là ngon luôn. Đó, cắt hết luôn nha. Như đây là muối được kha khá rồi đó. Nồng vậy chưa nè. Ui, cái này là muối ngon lắm luôn á. Cái này muối ngon. Tôi hạt cải muối dưa thì cải rổ nó lớn. Wow, cải này nó muối nó giòn mà nó ngon lắm. Bởi vậy người ta nói là cải muối dưa là đúng rồi cả nhà. Đã chừng tuần 2 tuần nữa cái mình thu hoạch cải rổ nha cả nhà. Mùa xuân mình sẽ ươm tiếp một mớ nữa, không biết mùa hè nó có chịu nổi không, mùa hè sợ nó lên bông á. Ôi ôi cả nhà ơi, đây nè. Được cà rổ. Được cà rổ cải muối dưa ở nhà ơi, mê chưa mê chưa. Non èo non mướt luôn, quá đã luôn rồi nha. Mê ha. Bây giờ hả? Đi vô rửa sạch đó. Cái lát nữa mình đi trồng rau xong mình vô rửa sạch cái mình đi muối. Muối muối cải muối dưa, đặng khi nào mà bạn bè tới á, bỏ trong hũ á, tặng bạn bè hũ mang về cả nhà. Làm quà ha. Giờ mình đi tưới phân cá cả nhà ơi. Đây phân cá mình bỏ 3 4 muỗng gì ở trong đây. Rồi kia mình đi tưới. Đây, mình tưới vô mấy cái cây này cho nó có sức mạnh trước khi trồng ha. Trong cây cải rổ nè. Được mớ cải rổ. Chừng 2 tuần nữa hả? Nó tốt thì lắm, cải này mau lớn. 2 tuần sau là mình có thu hoạch cải rổ cho cả nhà xem mà. Các cây này thì có cái khác vô ha. Mới tại rồi nghe chim hót líu lo rồi thăm dạo vòng vườn quay cho cả nhà xem làm đi trồng nha. Đây thì Nhung Hà có xà lách bữa hôm mới thu hoạch đó. Nó đang lên tiếp, chuẩn bị thu hoạch tiếp. Rồi tỏi, rồi củ thì là, rồi bên đây thì bông cải xanh, rồi bắp cải, bông cải trắng tím gì đủ màu sắc bên đây đó. Rồi cải cầu vồng này lớn chưa, không mau lớn ha. Rồi cải keo nè, mê không rồi nha. Ôi ôi, màu lớn dễ sợ, chuẩn bị thu hoạch cải keo nha.
Rồi hôm qua Nhung Hà mới trồng cái rau này, rau gì quên rồi, lá mè, nguyên dãy lá mè vô đây. Rồi ui ui, măng tây chuẩn bị lớn. Ui thu hoạch măng tây à nhà ơi. Trời ơi măng tây mê quá rồi, để đi bẻ măng tây mới được. Rồi đi trồng dưa leo sau nha. Tính đi trồng dưa leo, thấy măng tây nó lớn quá rồi, đi bẻ vô xào cho anh ăn. Trời ơi, ghiền thiệt chứ. Với 2-3 ngày là Nhung Hà đã có thu á nhà ơi. Ôi mê thiệt là mê luôn. Để mình vô mình lấy cái vỏ bỏ vô. Đó, cái vỏ chưa tháo mạt luôn rồi nhà ơi. Bữa hôm vô good view á, mua đó, cái vỏ dễ thương chưa. Bữa hôm mình trồng bông atiso nè, nó bén đất rồi đó. Mình mới đưa cái cây sâm đất ra trồng, mình vạch hết lá, chừa lá ở trên ngọn thôi thì nó héo hết rồi. Đó. Măng tây tím đang còn non quá. Đó. Nhảy luôn người ta. Trời ơi cái này nó non. Trời ơi nó đã dễ sợ chứ cả nhà ơi, coi nè. Sâu một chút ha. Cho nó non nha. Trời ơi mình bẻ cái này không biết mình có quay không. Trời ơi đã kìa chừng nè. Nó non mình ấy dưới sâu luôn. Cái này đã ghê chưa. Để rửa cái... Rồi mình đi rửa cái măng tây rồi. Rồi năm nay Nhung Hà rất là ưng ý với măng tây luôn cả nhà ơi. Rồi nó non mà nó bự. Quá mê luôn á. Đây nè. Tây tím nha. Ôi ôi, nó bự dễ sợ không. Ôi ôi, kiểu cái tạch cái đá gì đâu rồi. Đó. Em ngã ngã nghiêng nghiêng. Măng là năm nay bự ghê luôn á. Đầy vỏ nha. Ôi, cái măng tím bên đây đẹp vậy nè. Ôi ôi, này mình uống đu luôn. Đã ngồi đây nè. Trời ơi sao mà nó năm nay sao đẹp dữ, nó to ơi to luôn á. Ôi đây cả nhà xem, mình mới rửa cái rột luôn. Ôi cả vỏ măng tây luôn. Rồi mời cả nhà ăn măng tây nha. Cả nhà ơi mời cả nhà ăn măng tây cùng mình nha. Trời ơi măng tây quá trời luôn, quá chừng măng tây. Mời cả nhà ăn măng tây à. Tây tím nó giòn, nó ngọt. Mình rất thích ăn măng tây tím. Ngon. Nó ngọt á. Mới tươi á. Ngọt ngon. Không phải là ngọt mà kiểu ngọt như kẹo, mà nó ngọt ngọt thấy cái độ ngọt tự nhiên của rau củ thôi. Ngon. Ăn mé mà gần gần ở dưới cái khúc này á, như mía vậy nha. Ngon. Năm nay măng tây bự ghê không? Quá đã. Trời ơi cái măng tây ghê. Đã ha. Ăn ăn mía hơi sơn tí xíu dưới gốc phần ở đây á, mình xạo ăn ngon hơn, nhưng mà mình ăn sống mình thích ăn ăn dưới nè. Ngon. Nó ngọt á, giòn. Bữa hôm á cô giáo của Nam tới á, cô nói cô chưa bao giờ ăn là măng tây sống mà ngắt tại chỗ mà ăn vậy luôn. Tại vì cô chưa có trồng á, cô chưa ăn vậy, chỉ có mua ở tiệm ăn thì cô nói cái mùi vị rất là khác. Nó ngon,
nó tươi ngon, cô cứ cắn 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 hồi giống như trái cây vậy, cô ăn hết nguyên cọng vậy nhỉ. Ngon rồi. Phần này để xào, xào ngon hơn, ăn sống phần dưới ngon. Xong đi qua trồng cây, nhà ơi thì tối về đi rước con. Xong rồi hôm nay con trai nó có game á, nó chơi đấu với đội bạn á, nên là cũng tranh thủ. Mùa này là được ăn măng tây sướng, từ từ lúc giờ tới tính tháng 7 rồi nhà, là măng tây ngưng, tháng 7 ngưng không có hái nữa, để cho nó ra rễ tới mùa năm sau nữa mới được hái. Hôm nay là bội thu đã dở rồi, măng tây với lại ít cải xong rồi, bây giờ mình đi ra trồng dưa leo cả nhà ơi. Đây mình dùng cái garden á, Garden Organic đó. Đó, nó nói chung họ bán nguyên cái bịch vậy nè. Mình thấy bịch loại này là rẻ nhất, Garden Stone nó là rẻ nhất. Còn cái loại bột bột Nhung Hà xài á là cũng cỡ một con nặng giống nhau, mà mình mua tới 45 đô lận. Con này mình mua có 27 đô thôi thì nó rẻ hơn. Mình tính trồng vô đây á, nên là mình đi bón. Nói chung là dưới gốc cây cho một chút vậy đó, cho nó có năng lượng nó lên. Mình cứ lấy cái đồ cào cào, mình cào xong rồi mình tưới nước cây sau đó. Nói chung là khi mình thu hoạch khoảng măng tây khoảng tầm 3-4 đợt đó, là mình lại bón phân cho nó để cho nó có năng lượng nó ra cái đợt khác nữa. Giờ này tới mình nghĩ chắc hết tháng 7 gì đó là mình ngưng, không có bẻ nó nữa, để cho nó ra rễ để cho năm sau. Còn bây giờ mình đi trồng dưa leo thôi. Mình thấy mướp hương á, cái mé này nó phát triển rất là tốt, nên là mình cũng trồng ở đây đi. Năm nào mà mình trồng mướp hương cái mé này là nó tốt chứ. Em mướp táo nha, hy vọng rồi. Đất thì ông xã ảnh trộn á, anh cày á với máy cày á vô đây rồi, là có phân bò rồi đó, nên là mình chỉ bỏ thêm phân rau củ vô thôi à. Cho em mướp táo vô. Trồng dưa leo ạ nhà ơi, dưa leo của Nhâm Hà lớn chứ nè. Này dưa leo gì ta, dưa leo trắng ạ nhà ơi, thổ rễ này. Cái cây nó khỏe mạnh ha, hy vọng là trái nhiều, mình hái cho đã tay nha.
trồng xong, anh thì trẻ củi xong, mỗi người mỗi việc cả nhở. Dưa leo xong xuôi, con dâu tây ra bông rất là nhiều, mấy anh kia trắng xóa rồi nhở. Khoe thành quả mấy vừa rồi được tháng 2 tháng vậy ha, đó là bắt đầu xanh tốt lại cả nhà ơi. Đó, khu vườn nhỏ của Nhung Hà bắt đầu tươi xanh lại cả nhà. Đó thôi hả, video của Nhung Hà xin tạm ngưng tới đây thôi. Chúc cả nhà công ngày vui vẻ cả nhà ơi. Tặng cho Nhung Hà một like, một đăng ký, một chia sẻ ủng hộ Nhung Hà nhé nhé cả nhà. Bye bye cả nhà nha.